mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xây dựng một website WordPress. Hôm thì đầu tiên giới thiệu luôn, chúng ta bắt đầu đi cài WordPress nhé. Đâu để mình xem nào, chúng ta vào computer, ổ C, click Sam, chọn htdocs. Đây cái file WordPress chúng ta đây, file nén đó. Đây file chúng ta đây, chúng ta giải nén cái file này ra, click chuột phải chọn extract here. Đây file WordPress đây, chúng ta đổi tên lại, ví dụ chúng ta đổi tên là tin tức 360. Ok, đây rồi, chúng ta đã có thư mục sụt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tạo một cái thư mục cơ sở dữ liệu nhé. Chúng ta gõ localhost sụt php my admin. Đây chúng ta gõ này vô, click enter. Đây bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái tên cơ sở dữ liệu nhé. Chúng ta ví dụ lấy tên là tin tức ABC chẳng hạn, tên gì cũng được, chúng ta nhớ nhé. Sau đó click create. Đây thì cơ sở dữ liệu chúng ta đã vừa tạo lập xong. Rồi bây giờ chúng ta mở tab mới nha. Chúng ta có local sụt tin tức 360. Đây đây, cái này là cái tên folder này, chúng ta đổi tên á, click enter. Đây chúng ta click create a configuration file, click vào, sau đó click let's go. Đây cái mục database name này nè, đây cái tên database của chúng ta đây nè là tin tức ABC, copy. Chúng ta xóa cái WordPress này đi, chúng ta điền tên tin tức ABC, username chúng ta điền là root, password chúng ta để trống, xóa đi. Rồi chúng ta click submit, click run the install. Đây mục site title thì chúng ta điền tên là Athena. Ok, password là 123456. Ok, 123456. Rồi mail chúng ta điền là, đây chúng ta điền tên mail vô, click install WordPress. Đây click vào login. Đây rồi member nhớ lại login. Đây thì chúng ta đã vào được trang quản trị của WordPress. Ở đây có phần update nè, chúng ta click vào update. Đây thì đã có phiên bản mới 3.5 nè, mới ra. Chúng ta sẽ click update now. Đây thì chúng ta quá trình update phiên bản mới về đây 3.5 đây. Quá trình update đang diễn ra. Nó tắt tắt rồi đi. Trong quá chờ quá trình update thì mình cũng giới thiệu luôn là cái phần mềm quay phim màn hình. Đây. Các bạn download phần mềm Flashback Pro về đây. Đây hiện nay mình đang sử dụng phần mềm quay phim Flashback Pro đó. Các bạn lên mạng tìm cái phần mềm này download nó về. Đây thì WordPress đang trong quá trình update. Đây thì đang cài đặt phiên bản mới nhất đây. Rồi trong khi chờ thì mình hướng dẫn luôn nhé, là chúng ta sẽ ok, à nó update xong rồi. Ok, để xem nào có cái gì mới. Ok rồi, chúng ta sẽ đi vào, chúng ta tiến hành xem cái trang web chúng ta trước nhé. Đi design, đây là trang web mới chúng ta đây, chưa có gì hết, rất đơn giản.
thì chúng ta quay lại trang quản trị, chúng ta mở hai tab để chuyển đổi qua lại cho nhanh. Rồi chúng ta sẽ đi tiến hành cài đặt tổng quan cho nó nhé, tại là tổng quan cho WordPress nhé. Chúng ta click vào phần setting, setting chọn general, đây setting general, đây ở ô site title nè, đây chúng ta thấy chữ gì đây không, đây đây cái tên chúng ta muốn để ở đây nè, và tên chúng ta để muốn để trong tên website chúng ta đấy, thì chúng ta đổi tên lại, ví dụ chúng ta điền là tin tức 360 chẳng hạn, ví dụ vậy. Đây là câu slogan chúng ta, đây nó sẽ hiển thị lên đây nè, đây câu slogan đây, thì chúng ta điền là đây là từ bật Unique lên cái đó. Đem cả thế giới thông tin vào tầm tay bạn. Ok. Rồi, chúng ta phần membership này nè. Nếu chúng ta muốn người dùng có thể đăng ký thành viên, tức là đăng ký thành viên trên website chúng ta đó, chúng ta click vào đây. Click vào đây. Rồi. Đây là quyền của người dùng, tức là chúng ta chỉ cho phép họ có quyền xem bài viết chúng ta thôi, không được thao tác gì cả. Đây, time zone tức là chỉnh múi giờ chúng ta đấy. Chúng ta chọn múi giờ của chúng ta là UTC cộng 7. Đây, định dạng ngày chúng ta thì chúng ta chọn là ngày 12 tháng 12 năm 2012. Theo định dạng chuẩn của Việt Nam. Đây, man year. Thời gian, định dạng thời gian nè. Thì mình chọn là PM. Đây, PM ngắn đi. Còn week start on đây là tuần bắt đầu tôi quyết website đấy, hôm nay là thứ mấy đây, xem nào, thứ tư đúng không, chúng ta chọn là Wednesday. Rồi click save change. Ok, chúng ta qua phần setting chọn writing. Phần này chúng ta không có cái gì để cấu hình cả, chúng ta qua phần reading, tiếp tục phần reading đây. Rồi cái phần này chúng ta để mặc định đi. Chúng ta click vào phần discussion. Đây, phần này quan trọng nè. Đây, chúng ta click vào phần này đây. Đây. Tức là chúng ta bắt người dùng phải đăng ký thì mới có thể comment bình luận với mọi viết của chúng ta. Để check vào đây. Check vào, ok. Rồi, ok. Đây, phần này đây. Thêm một phần nữa. Đây, tức là phần này nếu chúng ta check vào đây thì sao? Nghĩa là khi có một ai đó bình luận trên bài viết chúng ta thì cái bài đăng đó, bài bình luận nó không được hiển thị lên website ngay, mà cần phải chờ admin chúng ta vô chấp nhận, click vào chấp nhận approve này. Chấp nhận cho cái bài bình luận nó đăng lên thì mới được đăng lên. Còn nếu chúng ta không chấp nhận thì nó sẽ không đăng lên. Chúng ta click vào đây. Rồi, sau đó đây, phần dưới đây nhé, chúng ta chọn cái avatar mặc định đi. Mình chọn hình này nhé. Click save a chance. Rồi, ok, xong hết rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành cài đặt themes. Chúng ta click vào appearance, chọn themes. Đây, chúng ta có hai cái theme mặc định đây. Miss. Đây, chúng ta có ba cái theme mặc định của WordPress có sẵn đấy. Chúng ta click chọn install themes. Ở mục này chúng ta chọn upload. Click chọn tiếp tin. Rồi, chúng ta chọn đến WordPress suộc. Đây, WordPress suộc. Themes. Đây, chúng ta chọn thêm default nhé. Open. Click install now. Click active theme, tức là kích hoạt cái theme lên. Đây, theme của chúng ta đây. Chúng ta ra ngoài, chúng ta coi thử nhé. Enter. Đây, ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo cái menu cho cây thư mục, tức là cây thư mục của ta đó. Chúng ta vào Post, chọn Categories. Đây, Categories. Đây, ở mục name này thì mình ví dụ nhé, chúng ta sẽ lấy Zing làm chuẩn nhé. Đây, nó lấy Zing làm chuẩn nhé.
đây ta đời sống thế giới thị trường chẳng hạn, ví dụ như văn hóa struct là chúng ta văn gạch hóa, cái phần này thì mình đã nói trên lớp rồi nhé, chúng ta đi nhanh phần này, văn hóa rồi thể thao, thể thao ok, add new category rồi âm nhạc chẳng hạn, ví dụ vậy, âm gạch nhạc, add new category, chúng ta tạo những cái thư mục tra trước rồi pháp luật chẳng hạn, pháp luật, pháp gạch luật ok, rồi tiếp tục như là ví dụ như là khoa học chẳng hạn, khoa gạch học ok, add new category, rồi name là vi tính, vi gạch tính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo, chúng ta có thêm một cha đúng không, chúng ta sẽ tạo thêm một con, ví dụ chúng ta tạo thêm một con cho âm nhạc chẳng hạn, ví dụ như là ca sĩ, ca gạch sĩ, ở một parent này chúng ta chọn cha cho nó là âm nhạc ok, click add new category, đây ca sĩ đây, tiếp tục chúng ta chọn ví dụ như là trong nước, trong gạch nước, ở mục cha này chúng ta chọn là thể thao nha, tức là thể thao trong nước đó, click add new category, rồi ví dụ như cái gì ta, nước ngoài đi, nước ngoài, sắc này chúng ta chọn là nước gạch ngoài, đây thể thao nước ngoài đấy, add new category, rồi ok, chúng ta đã có một cây thư mục như vậy, ví dụ vậy. Đây chúng ta ra ngoài kiểm tra có cái thư mục vậy không? Rồi không có đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái thư mục ra ngoài trên đây. Thì chúng ta vào Appearance, chọn Themes. Click chọn Menu. Đây menu đây. Menu. Rồi ở mục này, menu name nè. Chúng ta điền tên là trang chủ. Tên gì cũng được. Chúng ta đây thống nhất tên nhau là trang chủ nhé. Click Create Menu. Đây, ở mục Primary Navigation đó, chúng ta chọn là trang chủ. Click Save. Rồi, ở mục Category dưới đây nè, chúng ta click View On. Rồi, click Select On. Chúng ta bỏ cái ấn Category nhé. Bỏ đi nhé. Bỏ chọn đi. Click Add to Menu. Đây, thì cái thư mục hiện ra đây. Chúng ta kéo vô. Ví dụ thể thao thì có nước ngoài, trong nước, rồi âm nhạc thì có ca sĩ, rồi ok, rồi bây giờ mình làm nút trang chủ nữa nhé, thì chúng ta còn URL nè, chúng ta ra đây chúng ta copy cái đường dẫn này vô nè, copy nhé, copy sao chép, chúng ta dán vô đây, ấy lộn rồi, sao chép, dán, ok, ở một label chúng ta điền là trang chủ, click add to menu. Đây, chúng ta cầm nút này kéo lên đầu. Chúng ta sắp xếp lại. Rồi, ok. Rồi, chúng ta lưu rồi nhé. Save menu. Save menu. Save. Rồi, chúng ta đã kiểm tra xem có nhé. Đây, hiện có một loạt các cái thư mục chúng ta coi. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành thêm bài viết vô. Trước khi thêm bài viết thì chúng ta phải cài một plugin nữa. Click vào plugin. Đây, chúng ta kích hoạt cái plugin Akismen lên, tức là plugin dùng để quản lý spam đó, chúng ta active lên. Cái phần này thì mình nói trên lớp rồi thì mình làm mau phần này nhé. Setting. Đây, chúng ta click, nhớ click chọn hai cái phần này nhé. Update option, phần này mình làm mau. Phần này mình đã dạy cho lớp rồi. Login. Đây thì có một cái phiên bản mới ở Kismet này thì mình cập nhật lên update. Rồi mình return. Rồi bây giờ ta đi cài login nha. Cài chúng ta chọn vào login. Chưa? Click add new. Rồi click chọn upload.
Rồi, chọn tiệp tin. Đây thì chúng ta ra phần thương folder của Redshirt đó, chúng ta tìm cho mình cái login này. Đây, Ultimate Time Tiny nè. Đây, login này đây. Đây, login này. Chúng ta click vào. Đâu rồi, click vào, click Open. Click Install Now. Xem nào. Cài đâu nữa đây. Ok, cài xong rồi chúng ta click Active Login nhé. Kích hoạt cái login lên. Rồi, có phiên bản mới nhất nè, 3.8 này, chúng ta cập nhật lên luôn đi. Update nào, cập nhật lên. Đây những quá trình cập nhật. Trong khi chờ đợi cập nhật thì mình sẽ đi đăng ký một tài khoản ByHost nhé, miễn phí nhé. ByHost. Đây, ta click vào trang này đây, byhost.com. Click vào Free Host Shop. Rồi mục username này tức là cái tên mình là đấy. Chúng ta ví dụ như là điền tên là tin tức 360 gạch dưới news. Password là 123456. Email là đây. Script chúng ta điền là do not install script nhé. Size category chúng ta chọn là personal, language chúng ta chọn là English. Rồi điền vào D3B21. Click register. Rồi ok. Đây cái mail đây. Để chúng ta sẽ vào mail để check tài khoản nhé. Gmail. Ok, đã có này, chúng ta click vào. Đây, ta click vào đường dẫn này. Đây, chúng ta chọn Do Not Install Script nhé. Click Me Continue. Rồi, chúng ta chờ khoảng 239 giây sau thì sẽ có tài khoản kích hoạt. Nhưng ta sẽ quay trở lại. Đây, ok, cập nhật xong rồi. Chúng ta click Return to Login. Rồi, chúng ta sẽ vào mục Setting. Chọn Ultimate Tiny Mercer. Đây, MC. Click vào. Đây, thì phần này đây. Thì chúng ta click chọn Font Family, Font Size. Rồi nút nào nữa. Rồi chúng ta click Update Button Group nha. Update nó lại. Ok. Người ta kéo xuống. Rồi nhớ click chọn Style nha. Rồi mặt cười, hình ảnh. Nhớ cái hình ảnh ấy nha, phải có hình ảnh ở đấy. Đây, chọn YouTube. Rồi ok. Rồi Update Button Group. Cập nhật nó lên. Ok. Rồi mục dưới đây chúng ta chọn phân cách quét trang này. Chọn hai cái đầu thôi. Update. Rồi ok. Chúng ta đã làm xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày viết nhé. Chúng ta vào post. Chọn on post. Ở đây có một bài viết sẵn này. Chúng ta delete đi. Click test. Rồi chúng ta click vào add new để thêm bài viết mới nhé. Add new. Rồi, add new post nè. Mình ví dụ lấy một bài, ví dụ Triều Tiên phóng tên lửa hôm nay vì đẹp ngày hạn, ví dụ vậy. Đây, mình copy cái tiêu đề vào. Sao chép. Chúng ta dán vào. Dán. Rồi, mục như đây. Chúng ta copy cái tiêu đề này vào. Sao chép. Dán vào đây. Dán. Rồi. Control cho chọn là Time New Roman. Time New Roman font size có khoảng 14 pixel đi. Rồi, chúng ta enter xuống dòng một cái. Rồi, chúng ta thấy cái nút này, insert more tag này, click vào. Rồi, nút more hiện ra, enter một cái nữa. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ chèn thumb bo. Tức là giống thế này nè. Đây, cái thumb bo nè. Rồi cái tiêu đề nè. Rồi, chúng ta click chuột phải, chọn lưu hình ảnh. Lưu cái hình này về.
chúng ta chọn desktop đi, là một cái folder hình ảnh. Ok, lưu vào, save. Ok, hình chúng ta lưu vào rồi nè. Click vào bài viết này nha. Đây, rồi chúng ta để cho chuột đầu lên đầu tiên nè. Lên đầu tiên đây, chúng ta click chọn Add Media. Đây, thì giao diện mới của Red 3.5 đấy. Mới cập nhật thì nó giao diện đẹp thế này đây. Chúng ta chọn Select File. Đây, hình ảnh đây. Click vào, chọn Open. Rồi, để mình xem nào. Xem nào. Này mới quá ha. Đây, đây. Success Future Image. Chúng ta click chọn cái này. Ok. Rồi. Set future image đúng không? Ok. Insert media. Rồi. Ok. Rồi, chúng ta tắt nó đi. Close. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chèn bài viết nhá. Đây chúng ta click chuột phải chọn sao chép URL đối với site Chrome nhá. Còn Firefox là Save Image Location đấy, hình như vậy. Click chuột phải chọn sao chép URL. Rồi mục này mình click chọn cái hình đây, đây cái hình đây. Rồi dán nó vào. Đây dán nó vào. Insert. Ok. Rồi cho nó giữa. Enter. Tiếp tục chép. Chép nó vào. Chép nó vào. Click chuột phải sao chép. Để dán nó vào. Rồi ok. Phương đăng nó để qua trái. Ok. Rồi nó chọn một thư mục để lưu cái tin này vào. Ví dụ như là à, đâu rồi. Khoa học văn hóa vi tính. Ồ. Văn hóa chẳng hạn. Ví dụ vậy. Click publish. Ok. Rồi chúng ta ra vào đây, chúng ta enter để coi xem có chưa. Trang chủ. Ồ, không có hình à. Để mình xem lại cái phần image coi. Click để vào đây. Click add media. Đây cái hình này đây. Mình xem coi cái phần shape feature image đâu rồi. Shape feature image. Xem coi. Shape feature image đây rồi mà. À, mình phải click vào cái hình này nữa. Rồi sau đó click chọn set feature image mới được nè. Ok. Update lại coi xem sao nhé. S5. Ok, có cái hình rồi. Ok. Click vào content editing. Đây, hiện thị ra đây. Thì mình chèn thêm một bài nữa nhé. Chúng ta click chọn add new để thêm bài viết mới. Ví dụ vậy. Thì mình lấy bài khác nha. Ví dụ như các quốc gia nha. Rồi, chúng ta sao chép cái tiêu đề vào, dán vào đây. Mục dưới đây chúng ta chép bi, copy cái này vào, copy chép, rồi dán nó vào. Control, font family là Times New Roman, font size là 14 pixel. Rồi, chúng ta enter xuống dòng, click insert more tab. Chứ mò enter xuống dòng cái nữa. Rồi ok. Bây giờ chúng ta lưu cái hình này về nhá. Đây, lưu cái hình này về để làm cái hình mặc định. Rồi. Chúng ta để cái con chuột lên đầu đây nè. Click add media. Rồi, chúng ta đâu rồi? Click insert media nhá. Đây, đâu rồi? Upload file cho lộ. Click vào upload file được. Chọn select file. Rồi, chọn cái hình nhé. Open. Ok. Sau đó chúng ta click qua phần Shared Fresh Image. Chúng ta click vào cái hình. Click Shared Fresh Image. Ok. Rồi, chúng ta chèn bài viết nha. Ví dụ, chèn vào sao chép. Dán nó vào. Enter. Click chuột phải vào cái hình, chọn sao chép URL.
ở bên đây chúng ta click chọn cái hình, dán vào insert. Ok, rồi ta chọn ở giữa nha, enter xuống dòng. Rồi một này chúng ta chép vào, copy, sao chép, chúng ta dán nó vào đây, là để ở giữa bên trái. Rồi chúng ta chọn một thư mục để chứa nó nha, ví dụ như khoa học, click publish. Rồi nó enter cái nó xem có. Rồi ok, đây hai cái hình này. Nãy là chúng ta lấy hình từ trên mạng chèn trực tiếp, bây giờ chúng ta muốn lấy hình từ trên máy tính của chúng ta là sao, chúng ta phải làm sao? Ví dụ chúng ta thêm bài viết mới nhé, add new. Rồi ví dụ chúng ta thêm bài viết nào đây, đây hành trình F. Chúng ta cũng làm tương tự nó thôi, copy tiêu đề, dán nó vào. Rồi copy, dán nó vào. Rồi chúng ta chọn Tamil Roman, font size là 14 pixel. Rồi enter xuống dòng, click insert more tab, enter xuống dòng. Rồi chúng ta làm cái hình mặc định chúng ta nhé, chúng ta lưu cái hình này về cái đó, save về máy cái đó. Rồi chúng ta lưu hết mấy cái hình về máy đi. Hình khá đẹp đấy. Rồi vậy thôi nhé, rồi lưu vậy thôi. Rồi mục này chúng ta chọn add media, mục này chúng ta chọn là upload file. Rồi select file, chúng ta lấy một hình này làm mặc định nhé, ví dụ lấy hình này đi. Rồi chúng ta chọn set filter image để làm cái hình mặc định, nó click vào cái hình. Rồi sau đó chúng ta set filter image. Ok, rồi chúng ta chèn hình lên nhá, click lại add media, click upload file, click select file. Đây chúng ta chọn hình này chẳng hạn, click open, sau đó click vào cái hình này nhá, hình ở đây nè, chúng ta chọn insert to post. Đây hình nó hiện ra đây, chúng ta click vào cho ra giữa. Rồi ok, cho cái hình nó to lên nhé, click edit image. Rồi nó chỉnh sửa, 100 là to nhất rồi, không to hơn được nữa. Rồi chúng ta enter xuống dòng tiếp. Có hai cái hình đi sẵn rồi, enter xuống dòng tiếp. Chúng ta tiếp tục add media file, upload file, select file, chọn open. Phiên bản WordPress mới này thì cho phép chúng ta upload nhiều hình lên cùng lúc. Insert to post, ta align cái mình căn coi cho nằm ở giữa nhé, center đi. Insert to post. Ok, đây ta thích chèn kiểu nào cũng được, cho ra trái là phải giữa cũng được. Rồi chúng ta chọn một cái thư mục để upload nhé, ví dụ như khoa học, publish. Rồi đây trang chủ, đây continue reading, đây tự căn chúng ta đây. Ok, rồi bây giờ hướng dẫn cho các bạn up chèn YouTube, video YouTube, rồi zing, rồi nhạc của tôi vào trang web nha. Chúng ta lấy chọn add new, rồi chúng ta lên trang YouTube đi, YouTube. Rồi chúng ta chọn Gangnam Style. Rồi đây Gangnam Style đây, chúng ta chép cái tiêu đề vào cái đó, copy cái tiêu đề, sao chép, dán nó vào cái đây. Chúng ta chép một vài, ta lưu hình ảnh này trước cái đó, lưu hình ảnh đây, lưu hình ảnh máy cái đó, click vào cái video này. Rồi show more, chúng ta chép một vài cái tin để làm cho cái tiêu đề của video ấy, sao chép, ta dán vào đây, dán vào. Ok, rồi vậy được rồi.
chúng ta enter xuống dòng, click insert more tag, enter xuống dòng cái nữa, rồi chúng ta để cho chuột vào trên đầu đây nè, click chọn add media, click chọn upload file, chọn select file, rồi chúng ta cái thành đâu rồi, đây Gangnam Style đây, click open, đây chúng ta click save filter image, click vào cái hình này nha, có cái dấu check bút tay này nè, có dấu check đây nè, đây click save filter image nhá, ta click vào cái hình này, chọn save filter, ok, ta để cho chuột dưới đây, rồi chúng ta copy một vài đoạn để giới thiệu đi, đây một vài đoạn thôi, đây copy để dán như đây, rồi ok, rồi bây giờ ta enter xuống dòng, bây giờ ta chèn video nhá. Đây thì đây có sẵn một cái nút, cái nút chúng ta chèn video luôn, chúng ta khỏi cần click share như hôm qua ta học nữa. Ví dụ click vào chữ YouTube iframe, đây thì nó để đường dẫn đến đúng không, ta qua trang này chúng ta copy đường dẫn này vào, sao chép, ok sao chép, rồi chúng ta dán vào đây, dán rồi ok, đây đây chiều rộng và chiều cao nó chỉnh sửa cũng được nè, rồi chúng ta chọn insert, chúng ta chọn kích cỡ, cái đó kích cỡ khung hình là bao nhiêu, ví dụ như là bao nhiêu đó, nếu không ta đỉnh có thể đếm được, chúng ta hai cách lựa chọn nè, đây là cái size mặc định, còn không chúng ta tùy chọn size cũng được, click insert, ok size này có vẻ bé quá ha, nếu chúng ta muốn chỉnh sửa lại thì chúng ta chuyển qua test, đây cái mục hết này nè, hết đây width đây nè, ok giờ chúng ta chọn thêm mục nhạc, âm nhạc ca sĩ, tập pop list thử coi, đây đây F5 nữa nha, đây Gangnam Style đúng không, click vào continue reading, đây cái video bé quá đúng không, chúng ta chỉnh nó cho to hơn nhé, đây ví dụ chúng ta đang ở trang visual đúng không, chúng ta click vào phần test, click vào test, ta kéo xuống cuối cùng luôn, đây chúng ta chú ý đến cái dòng iframe này, dòng này nè, đây đây cái dòng ở đây, cái dòng ở trên YouTube đấy, chúng ta quan tâm đến cái width thôi, ok hết, ta chỉnh sửa cho hai cái chiều d width là chiều dài của nó, hết là chiều cao của nó đấy, chỉnh sửa lại, ví dụ mình tăng lên đi cho là 600 chiều rộng là 600, chiều cao là khoảng 400 chẳng hạn đi, cập nhật lại, rồi mình ra đi kiểm tra thử, ok như vậy được rồi đấy, ok đây rồi mình chèn cái video đấy, bây giờ hướng dẫn các bạn chèn nhạc Zing P3 nhé, ví dụ Zing M đây, Zing M P3 đây, ví dụ chúng ta chọn một bài nào đi, album đi, chèn album trước nhé, ví dụ như là chọn đời bên em, đây chọn đời bên em 11 nhé, chúng ta click vào chọn đời bên em 11, wow, ok chúng ta click chọn, từ từ chúng ta làm tiêu đề là viết mới đó, click chọn add new nhé, chúng ta chuyển qua mục visual, đây tiêu đề là gì, chọn đời bên em 11 đúng không, rồi cho nó một số cái thông tin như hả, sao chép dán vào đây, ồ nhiều thế, Android, rồi ok enter xuống dòng, click read more, enter xuống dòng cái nữa, rồi ok chúng ta lưu cái hình ảnh về máy để làm cái thumbnail, chúng ta đỡ cho chuột lên đầu, chọn add media, chúng ta click chọn upload file, chọn select file, đây chọn cái hình này đây, click open, chúng ta click vào cái hình có cái mũi tên này nha, rồi chúng ta chọn set filter, ta click vào cái hình này, rồi set filter image, ok mình dưới đây chúng ta điền một thông vài thông tin vào đi nhé, vài thông tin nhé, ví dụ vài thông tin ở đây
copy, dán vào, rồi enter. Rồi bây giờ ta đi chèn video nhé, ta chọn test, test đây, rồi chúng ta enter xuống dòng. Rồi ở bên đây chúng ta click vào một em bịt từ nhúng đấy, click vào, rồi chúng ta chọn nhúng block copy, chúng ta bên đây chúng ta dán vào đây. Đây, rồi chúng ta chỉnh sửa lại cái width và cái height đây nè. Chúng ta cho chiều rộng nào khoảng 600 đi, chiều cao khoảng 400, tương tự. Width 600 và height là 400. Rồi chúng ta chèn ví dụ như âm nhạc ca sĩ chẳng hạn. Publish. Đó, ra ngoài xem thử. Enter. Đây, chọn đợi bên em đây, chúng ta click vào continue reading. Ồ, trang số 2 à? Đây, đây là âm bục của chúng ta đây. Rồi, chúng ta click chọn visual. Ok, chúng ta, giờ chúng ta sẽ đi, bây giờ chúng ta giả sử chúng ta có một danh sách các bài hát, không phải âm bục nhé. Danh sách các bài hát ví dụ như là Vầng Trăng Khóc, rồi như Mùa Đông Không Lạnh hay Cầu Cầu Lá Tre chẳng hạn. Chúng ta muốn tổng hợp thành album nó làm sao thì chúng ta cũng tương tự thôi, chúng ta chọn Add New, rồi phần tên tôi chúng ta điền là album tuyển chọn hay nhất chẳng hạn, ví dụ vậy. Tay tôi chúng ta điền vài tên vào, ví dụ như là đây là album tuyển chọn chất lượng cao chẳng hạn, ví dụ vậy. Enter xuống dòng, chúng ta click read more tab, insert more tab, enter xuống dòng. Rồi chúng ta để con chuột trên đây, chúng ta chèn một cái hình đại vào đây đi, click add media, rồi click upload file, select file, ví dụ vậy. Chúng ta chèn cái bài hình bất kỳ đi, hình ở đây thôi, hình này đi, ví dụ vậy. Open, rồi chúng ta chọn set feature image, nhớ cái hình này nè, không có dấu check nhé. Set feature image, ta click vào hình này, chọn set feature image. Ok, rồi một này chúng ta làm sao, chúng ta click vào phần test, rồi đây phần mod, chúng ta enter xuống dòng cái dưới chữ mod nhé. Rồi chúng ta qua phần đây chẳng hạn, ví dụ như chúng ta ví dụ bài hát, ví dụ như Vầng Trăng Khóc, đây Vầng Trăng Khóc đây, ta click vào, chúng ta cũng chọn thêm nhúng em bịt, click em bịt, chúng ta nhúng copy, nhúng block copy, sao chép nó dán vào đây, dán chúng ta chỉnh lại là width là 600, hết là thôi 61 đi, chúng ta để nguyên vậy đi, khỏi chỉnh sửa. Width là 300 đấy. Ok, rồi chúng ta enter xuống dòng. Đây, chúng ta qua tiếp tục, chúng ta chọn như mây và núi chẳng hạn, click vào mây và núi, chúng ta cũng chọn em bịt copy, dán vào đây, dán vào, dán đây, rồi chúng ta cũng enter xuống dòng. Tương tự vậy, chúng ta làm bài tóc hát chẳng hạn, chúng ta làm tương tự thôi, dán vào. Rồi honey, dán vào. Rồi ví dụ như hiền thục, nước mắt pha lê chẳng hạn, rồi vậy thôi. Rồi chúng ta chọn một thư mục để cái tin này vào, ví dụ như âm nhạc ca sĩ, chọn publish. Rồi chúng ta ra xem thử nhé, trang chủ đây, album chúng ta đây, click vào continue reading đây, một loạt cái danh sách bài hát của chúng ta đây. Đó, chúng ta muốn nghe bài nào click vào nhé. Yeah.
Rồi bây giờ chị hôm bữa thì chị yêu cầu là mình chèn thêm cái gọi là Excel, phải Excel vào. Excel vào trên trang web chúng ta đấy, thì mình hướng dẫn luôn chèn phải Excel vào nhé. Thì để chèn phải Excel được thì chúng ta có rất nhiều cách, thì cách đơn giản nhất đấy, dễ làm nhất đó, là chúng ta phải đăng ký một cái tài khoản Google Drive. Đây, tài khoản Google Drive đây. SkyDrive chứ lộn, SkyDrive. Ta đăng ký một tài khoản SkyDrive. Đây, chúng ta lên mạng gõ SkyDrive. Đây, SkyDrive, đây. Chúng ta đăng ký một tài khoản SkyDrive nhé. Ở đây thì do mình đã đăng ký một tài khoản sẵn rồi, có sẵn rồi. Đây, thì nếu thì chị muốn upload cái file lên mạng, phát Excel, nhúng file Excel vào trang web chúng ta đó, thì chúng ta phải có tài khoản SkyDrive, tại vì SkyDrive nó hỗ trợ chúng ta chèn file Excel của Microsoft đó, chèn size Excel, chèn file Word, Access, chèn đầy đủ thứ vào đây hết. Ok, thì bây giờ mình ví dụ như là chị đăng ký thành công SkyDrive nhé. Còn tài liệu hướng dẫn SkyDrive trên mạng thì chị có thể search tài liệu như hướng dẫn đăng ký tài khoản SkyDrive chẳng hạn. Đây, SkyDrive đây, thì chị có thể mạng chị search cách đăng ký hướng dẫn làm sao nha. Thì ở đây thì mình ví dụ như là chúng ta đăng ký thành công tài khoản SkyDrive rồi chẳng hạn, ví dụ vậy. Ok, thì đây chúng ta đăng nhập vào tài khoản SkyDrive chúng ta đây. Đây SkyDrive đây. Khi chúng ta sao thì chúng ta chuẩn bị một file Excel nhé. Giờ để mình kiếm file Excel nhé. Excel đúng không? File Excel đúng không? Để mình kiếm file Excel. Để mình search đi, kiếm file Excel nhé. Excel ta, như trên máy mình có một sẵn một cái file Excel thì phải. Đây, ví dụ nha. Đây, mình lấy file Excel nha, ví dụ vậy. Để mở file Excel lên coi. Ok. Đây thì mình ví dụ đây là file Excel. Đây, ví dụ file Excel đây. Thì ví dụ này là xanh một số điện thoại chẳng hạn đó, chúng ta chỉnh sửa ở đây chẳng hạn. Rồi ok. Tắt file Excel đi. Đây, file Excel chúng ta đây. Nhớ là mọi người đặt tên viết liền không dấu không viết hoa nhé. Rồi, là sao? Copy file Excel, copy. Rồi chúng ta lên Google Drive đây nè. Đăng nhập Google Drive trên mạng đó. Ok. Bây giờ chúng ta click vào tạo một cái thư mục mới là đây, tạo đây. Thư mục mới ví dụ như là tại Excel đi. Số phone đi. Phone number chẳng hạn. Ok, click vào. Rồi chúng ta tải lên, tải file Excel chúng ta lấy vừa lên đây, Excel đây. Open, đang tải lên cái tài khoản SkyDrive của chúng ta đó. Rồi ok, hoàn tất.
chúng ta ok đây, file Excel chúng ta đây. Rồi chúng ta sẽ nhúng file Excel này vào trang web của chúng ta nhé. Chúng ta click chọn, rồi click chuột phải vào cái file Excel đó. Rồi ta chọn nhúng, click chuột phải vào cái file này, click chuột phải vào nhá, nhớ click chuột phải vào đó, chọn nhúng. Đây thì chúng ta click vào tạo. Rồi chúng ta copy cái đường dẫn này vào, sao chép, ok. Rồi chúng ta còn lại chúng ta làm bài viết mới nha. Add new. Rồi cái mục này chúng ta điền là gì? Danh mục số điện thoại. Ok. Ta chuyển các phần visual nhé. Rồi ở đây chúng ta điền vào nhá. Ví dụ như phần title cho nó thôi. Ví dụ như danh mục đầu số điện thoại đẹp của công ty ABC. Rồi enter xuống dòng, click insert more tab, enter xuống dòng. Rồi tại mục này chúng ta chèn một cái hình cho nó đi. Google image. Rồi number phone. Ok. Ta lấy hình nào đi. Hình nào đây? Đây hình này đi chẳng hạn. Ok. Bạn ta lưu hình này về máy. Lưu hình này máy, hình ảnh show hình này về làm hình đại diện thôi. Tắt nó đi. Click add media. Upload file, select file. Rồi đây hình này. Open. Chúng ta click chọn structure image. Click vào cái hình này, chọn structure. Rồi ok, rồi chúng ta để con chuột chuột dưới đây nha. Rồi, chuột chuột dưới đây nha. Chúng ta chọn text. Rồi, chúng ta enter xuống dòng. Chúng ta dán cái đường dẫn chúng ta đã chép trên đây nè. Đây đường dẫn, dán đường dẫn này nè. Đó, dán đường dẫn đấy. Dán vào đây. Rồi chúng ta chỉnh những cái width và cái head này cho nó phù hợp một chút. Ví dụ như cái width chiều rộng chúng ta điền là 682, chiều cao là 646 chẳng hạn, ví dụ vậy. Rồi chúng ta để thư mục vào, ví dụ như là uy tín. Chúng ta click publish. Ok, rồi mình ra xem có nha. Enter. Đây, nhanh một xin điện thoại nha. Click vào continue reading. Từ từ để nó load cái file Excel lên nhé. Đây ok, đây chúng ta đã có file Excel đây. Đây chúng ta đã có file Excel trên được đưa lên máy chúng ta đây. Người dùng chỉ có thể sao xem thôi, không được làm gì hết. Đó, chỉ họ thì xem thôi, không được đánh hay cái gì vô cả. Đây. Này có thể có nhiều sheet, đấy, chúng ta để nhiều sheet này cũng được. Đó. Kéo sang, ok. Kéo lên. Kéo sang, kéo qua câu lại. Đây thì họ click qua đây họ xem cái file đầy đủ hơn. Đây họ click vào mục kia này, click vào đây xem file Excel đầy đủ hơn. Đây xem file đầy đủ hơn. Rồi ok, đây là phần mình hướng dẫn là up file Excel lên mạng nhé. Rồi mọi người có thể tìm hiểu thêm. Ví dụ như đầu số chúng ta liệt kê tất cả cái đầu số điện thoại đây chẳng hạn. Đầu số ví dụ như một loạt đầu số 555, ví dụ đây nè, mà thì một loạt đầu số 1 chẳng hạn. Rồi dưới là một loạt, đây là một loạt đầu số 4 số chẳng hạn. Như đây một loạt đầu số 3 số nhá. Đây. Thì chúng ta cũng chia ra từng file Excel nhỏ một, Chúng ta upload lên cái thư mục này đây. Đây ta upload thư mục này nè. Chúng ta upload từng file Excel nhỏ lên cái thư mục này nè. Rồi sau đó chúng ta cũng chèn từng bài viết này, tìm một bài viết chúng ta để cái title là như
danh mục đầu số điện thoại 4 số 1 chẳng hạn. Đó, nó chèn vào Excel lúc nãy đó. Thì mình làm ví dụ nhé. File đi. Ok, lấy file luôn nhé. Rồi, ví dụ như xem nào. Tắt đi. Copy desktop. Paste. Rồi, bây giờ lên. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một danh mục điện thoại chỉ có 4 số thôi, là xóa mấy mục 3 số đi. Delete. Ok, rồi đây là những 4 số nhé. Xóa hết cái phần 3 số đi. Delete. Ok, xóa hết phần 3 số nhé. Rồi để 4 số thôi nhé. Xóa hết phần 3 số đi. Delete. Ok. Xóa hết đi. Delete. Ok. Rồi, xóa cái đầu mục danh mục 4 số đi. Ok. Delete. Ok. Cái mục này nó xóa cái phần này đi. Delete. Ok. Rồi, ok, bây giờ danh mục điện thoại, ví dụ danh mục điện thoại chúng ta gồm có 4 số thôi nhé. Ví dụ vậy. Chúng ta lưu lại. Save. Rồi, tắt đi. Rồi chúng ta upload cái file Excel này. Đây. Ta đổi tên lại, ví dụ MD 4 số, ví dụ vậy. Đây. Rồi chúng ta upload lên đây, SkyDrive đây. Từ từ, cắt nhé. Cắt. Chúng ta vào SkyDrive. Phone number. Đây, dán vào đây. Paste 4 số. Đây là danh mục tổng quát gồm tất gồm cả số 3 và 4 số. Đây danh mục chỉ có 4 số thôi, ví dụ vậy. Chúng ta lên SkyDrive nha. Ok, ta F5 là coi xem nó up lên chưa nào. Xem nào, SkyDrive up lên chưa. Đây rồi, ok, danh mục 4 số đây. Chúng ta click chọn. Click chuột phải vào. Chọn, nhúng. Chúng ta click tạo. Đây là copy, sao chép. Ta quay trở đây chúng ta thêm một vài biến nữa nhé. Add new nhé. Add new. Danh mục điện thoại 3 số. Ta chọn visual nhé. Đây là danh mục điện thoại gồm có 3 số. Ok, enter, chọn insert more tab, enter. Rồi chúng ta làm cái hình đại diện cho nó nhé. Add media, ví dụ vậy. Upload file, select file. Đó, chọn cái hình này đi. Chúng ta chọn shape feature image, click vào cái hình này, shape. Rồi đây chúng ta chuyển qua mục text. Enter vào, dán cái đường dẫn này, này vừa copy rồi dán vô rồi chúng ta chỉnh lại. À, chỗ này là 662, một là 646, một đoạn cho là, rồi ok. Đang chọn một thư mục chúng ta để vô. Ví dụ như là, thư mục nào đấy, vi tính chẳng hạn, ví dụ vậy. Publish. Rồi, ok, rồi mục này. Click vào trang chủ xem có chưa nha. Đây, 3 số đây. Click continue reading. Xem nào. Đó, kéo qua. Rồi, đây. Danh mục điện thoại 4 số. Đây, 4 số. Thì bạn có thể làm một cái đây nè. Bạn làm một danh mục điện thoại, ví dụ như danh mục tất cả các số điện thoại. Rồi khi chọn vào đây thì nó có cái phần thư mục con là danh mục điện thoại tất cả,
danh mục điện thoại, một số thì cứ tặng hai số, ba số, bốn số, rồi sau đó bạn chèn bài viết, rồi sau đó bạn làm thêm bài viết như danh mục điện thoại ba số nằm trong thư mục ba số, bốn số thì bốn số hả, đó ví dụ bạn tạo cái link của đây nè để xem toàn bộ. Đây, do chúng ta là admin nên chúng ta có quyền chỉnh sửa, chỉnh sửa nè, chúng ta sửa trực tiếp ở đây luôn cho chúng ta là admin. Còn khi người dùng thì người ta không thấy được cái này đâu. Ok, ta phải sửa nè, sửa trình duyệt chẳng hạn, đó sửa lại, chỉnh sửa trình duyệt, click vào chỉnh sửa. Rồi chúng ta sửa lại, ví dụ như số này không đẹp đúng không, chúng ta chỉnh lại thêm một số nữa, số 0 chẳng hạn, ví dụ vậy, số 4 đi. Rồi ok, 1500, đó sửa lại, nó lưu lại, sao lưu, đâu lưu, đâu ra lưu rồi đúng không, lưu như ta lưu, sao rồi ok, xem lại thử. Rồi chúng ta F5 lại đây coi xem nó thay đổi thế nào. Chúng ta lưu ở mục này đúng không, 1500 đúng không, đâu để xem nào, 1500 đâu, mục đâu rồi, mục 3 pha đúng không, F5 lại thế nào, F5 lại đâu rồi nè, đâu rồi, đâu rồi, động cơ, hoạt động của động cơ không đồng bộ 3 pha đúng không, chỉnh là số mấy ta, số 2 đúng không. Ồ chắc này không phải nút sao lưu đâu, này mình kiếm cái nút sao lưu nó nằm ở đâu nè. Sao là cái này cái gì đấy ta? Phải sao lưu không ta? Tiệp lưu, ghi đè, lưu lại đi. Rồi ghi đè lên. Rồi ok, ta thử nhé. Rồi danh mục động cơ đồng bộ 3 pha đâu? Đây 1500 đây. Ok. Rồi, cho phần Excel là chúng ta làm hoàn tất rồi nhé. Rồi, đây. Rồi, cái phần quản lý hình ảnh thì chúng ta làm như lớp rồi nhé, thì mình không nhắc lại đây nhé. Rồi, cái gì đây, các phần dây sai là cái gì đây? À, chỉnh sửa lại, cái dụ như... sai title, tên sai, hoặc là ví dụ như tagline hay là cái câu slogan ấy. Không navigation đây, không chứng trang chủ. Không có gì cả. Ok, không có gì. Close đi. Rồi, ok. Rồi, update gì đây? Hàng cái thêm này, chúng ta không quan trọng. Rồi, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là cái mục này rồi đúng không? Còn cái phần tạo một cái fanpage trên đây nè, cái fanpage trên đây nè, thì chúng ta làm sao? Chúng ta vào trang Facebook. Ok. Rồi chúng ta vào Voyager F17. Ví dụ vậy, chúng ta phải có cái fanpage nhé. Đây, click vào Edit Page. Rồi Manage Notification. Rồi, chúng ta chọn Ritual. Tiếp tục chọn Use Social Plugin. Đó, rồi chọn hộp thoại Client Box. Rồi, ví dụ như mình là chủ cái fanpage Voyager F17 nè. Đây, bây giờ mình muốn làm một cái hộp thoại Voyager 17 đúng không? Thì mình đây nè, các bạn copy hai đi. Voyager 17
đâu rồi mình xem coi đâu rồi. Đây, chúng ta copy. Ủa? Rồi, để mình xem coi nào, trend. Để mình xem coi nó đâu rồi. Đó, à. Vô giới 7 đây, copy cái này vô giới 17.vn nè, copy cái này nè, copy soundtrack. Rồi, đâu rồi. Đây, chúng ta xóa cái platform đi, chúng ta dán vào, click vào. Đây, vô giới 17 đây. Rồi, chúng ta chỉnh sửa lại khoảng 200 chẳng hạn. Đây, 200, width là 200 thôi, cho nó phù hợp. Rồi, chúng ta bỏ cái show stream đi, do chỉ mới có một mình like thôi nên nó hiện được một like thôi. Ta click vào get code. Đây, ta copy cái code này vào, sao chép. Chúng ta quay lại, chúng ta vào appearance, chọn widget. Chúng ta kéo cái test đây, test chúng ta kéo vào đây. Đây, chúng ta dán code vào. Dán code vào, chúng ta enter nó vào. Tiếp tục ta dán code này vào, sao chép. Chúng ta dán vào đây. Dán, ok, rồi, click save. Rồi chúng ta ra kiểm tra thử nha. Enter. Vô giới như vậy đâu, vô giới. Đây, ok, vô giới như vậy đã có hiện ra đây. Ok. Rồi, thì coi như là mình đã hướng dẫn các bạn làm cái phần này rồi nhé. Rồi bây giờ ví dụ như Việt hóa chẳng hạn. Đây, Việt hóa những cái này. Ta làm sao? Chúng ta vào lại cái phần dashboard nha. Click appearance, chọn widgets. Đây, thì cái mục đây, recent comment đây, nó tương ứng với lại cái mục này nè, primary widget area nè, nó tương ứng với phần đây nè. Chúng ta không thích phần nào, chúng ta quyết định vô phần meta chẳng hạn. Chúng ta không thích phần meta, chúng ta cầm chuột, chúng ta kéo để ông đây, ok. Bên này mất phần meta đúng không? Bên đây xem coi, meta còn đúng không? Chúng ta F5 lại coi. Đây, mất phần meta đúng không? Đây, như ta kéo này là kéo xuống vùng rác đấy. Cái nào chúng ta muốn lấy lại, chúng ta cầm lên kéo lên thôi. Còn ví dụ như chúng ta muốn thêm vào, ví dụ như là để xem là calendar lịch chẳng hạn, cầm này kéo xuống đây. Calendar title chúng ta ghi là lịch. Lâu lại, save. Chúng ta ra đây nha, F5 này coi xem có lịch nha. Đây, lịch đây. Cái phần điện tử đang hiện ra. Đây, lịch đây. Rồi, ok. Rồi mình hướng dẫn các bạn thêm phần pop-up nhé. Đây, chúng ta click vào plugin, chọn add new, click upload, click chọn tiếp tin. Chúng ta chọn đến thư mục WordPress, chọn cho mình cái plugin jQuery pop-up nhé. jQuery pop-up, open, click install now, click active plugin. Ok, rồi chúng ta ra ngoài chúng ta xem thử nha, F5 này nha. Ok, đây, cái pop-up nó giống thế này đây. Rồi chúng ta giờ chúng ta thay hình ảnh của chúng ta nhé. Tắt nó đi. Ta làm sao? Chúng ta vào setting, chọn pop-up management. Đây, chúng ta quan tâm đến phần nào? Đây, URL đây. Ví dụ chúng ta lấy hình ảnh đi, ví dụ nhá. Hình ảnh Google. Ví dụ như khoảng Athena chẳng hạn, ví dụ vậy. Đây, Athena. Đây, ví dụ chúng ta muốn lấy cái logo này, lâu hình ảnh. Lâu nó về máy đi, desktop, chúng ta điền cho là số 1 đi, ví dụ số 1 đi nhá. Cell. Ok, giả định. Bắt đầu đi. Rồi, ok nhá. Đây. Chúng ta vào thư mục nào tiếp. Đây cái hình đâu rồi, hình ảnh đâu, desktop. Hình ảnh đây. Hình này hả? Đây. Chúng ta copy, cắt cái hình nha. Cắt, rồi chúng ta vào C, Sam, Autodesk,
tin tức 360, PKP, content, login, jQuery, pop-up, và dán hình vào đây, paste. Rồi, chúng ta lưu lại nha, copy. Rồi, chúng ta vào đây, chúng ta sửa lại cái đường dẫn ở đây. Chúng ta xóa cái pop-up.png đi, chúng ta xóa cái này đi. Xóa đi nha, để mình xóa đi nha. Rồi, chúng ta dán vào. Đây, 1.png nè. Cái mục này tức là khi ta click vào cái hình nó sẽ đến trong web chúng ta đấy. Ví dụ http://athena.edu.vn này ha. Ví dụ vậy. Thôi, bỏ đi. athena.edu.org. Ví dụ vậy. Save setting. Rồi, ok, chúng ta ra ngoài chúng ta xem thử nha. Đây, hình ở đây. Chúng ta click vào cái hình đến trang, tự xem đến trang gì nhé. Ô, sao lâu thế trời, lâu thế. Đợi nó load xong nhé, mình tắt cái hình đi. Rồi, ok, thì coi như mình đã hướng dẫn cho các bạn xong phần tạo trong web nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi phần upload nha. Rồi để mình xem vào Gmail coi xem tài khoản nãy mình tạo tới đâu rồi. Đây, ok, mình tài khoản đây. Đâu rồi, mình nhắc vào đây, tài khoản ở đây. Đây, thì chúng ta mở FileZilla lên. Click FileZilla. Rồi, ok. Đây, chúng ta quan tâm đến phần FTP server này, chúng ta copy cái này vô. Copy, sao chép, dán ở mục host. Đây. Rồi, mục username là gì? Chúng ta copy FTP login, sao chép, dán vào username, password là 123456, click quick connect. Ok, rồi, quá trình connect đang diễn ra. Đây thì nó chuyển đến trang cư dân mạng.org này. Đó, nãy mình show cho các bạn thấy đó. Tắt đi. Xem là lúc raw, ok. Này đi dòng chữ là directory listing successful là ok đấy. Chúng ta click vào dấu cộng bên đây nhé. Click vào htdocs. Rồi ở mục bên thư mục tay trái này, chúng ta click vào ổ C, chọn sam htdocs tin tức 360. Đây, nó hiện sổ đây. Chúng ta click một cái, click Ctrl A, click chuột phải, chọn upload. Đây thì chúng ta chờ nè, khi nào có con số 18054 nè, 18054 chạy với số 0 á thì chúng ta upload xong. Rồi, trong khi chờ đợi quá trình upload thì chúng ta sẽ tiến hành sao lưu cơ sở dữ liệu. Chúng ta gõ vào localhost. Khoan, cái này để lại chứ quên. Gõ vào localhost suộc php my admin. Đây. Enter. Rồi. File cơ sở dữ liệu chúng ta là file tin tức ABCD đúng không? Chúng ta click vào. Đây. Ta click vào. Chúng ta click chọn check on. Check on. Sau đó chúng ta click chọn export. Export. Rồi xong ta kéo xuống đây, một ở đây. Chúng ta điền tên là tin tức ABC chẳng hạn. Mục này chúng ta phải chọn là SQL nha, để mặc định nha, không thay đổi gì đâu đó, thì thay đổi phần đây thôi. Click Go. Đây. Rồi chúng ta mở cái file lên. Nó nằm ở đâu nào? Đây, nó cắt nó.
chúng ta để nó vào desktop. Đâu rồi hình ảnh đúng không, sao lưu cancel, nhưng có một sao lưu rồi, sao lưu ở đây đi cho ship thời gian cái file vào đây, đây file ta đây. Rồi trong khi quá trình chờ đợi file Zilla up lên đúng không, thì chúng ta upload cái file cơ sở dữ liệu lên mạng. Đây chúng ta click vào cpanel by hot 12 này, đây nhờ đến trang login, chúng ta copy cpanel username này, copy là dán vào, password là 123456, login. Ok, tắt này đi. Rồi chúng ta quan tâm đến database management, chúng ta click vào MySQL database. MySQL database. Rồi mục này chúng ta điền là rồi chúng ta tiếp tục nhé. Rồi chúng ta click vào B12119221 tin tức 360 nhé. Chúng ta click chọn VKP option. Chúng ta phần này nè, chúng ta phần local host tin tức 360 nè. Chúng ta click vào modify. Chúng ta copy cái đường dẫn nè. Copy cái đường dẫn đến trang tin tức của chúng ta đấy. Copy một này, ta xóa cái một đi, dán đây mới chúng ta đấy, chúng ta chọn executor. Ok thành công rồi đấy, ta tắt đi, chúng ta lưu cái này lại nhá, lưu lại nhá, sao chép chúng ta lưu lại, tí nó sẽ sai đến. Em tắt đi rồi đấy. Không, chưa tắt đâu, ta để đấy. Tắt này đi. Rồi, tắt SAM đi. Chúng ta không xài đến phần SAM này nữa. Tắt đi. Cái gì đây? Chọn on way nhá. Nếu hiện ra cái bảng chúng ta chọn hai nút này nhá. Click OK. Ship. Ship.
khá lâu đấy. Rồi, trong cái chờ đợi chúng ta đi cấu hình cái file chúng ta nhé. Thôi còn cấu hình tí mình up lên mạng rồi mình cấu hình xong. Rồi chúng ta chờ trong quá trình up lên thôi nhé.